Việt Nam đang bước vào thời điểm lịch sử với những cơ hội và thách thức to lớn. Đó là cuộc cách mạng đổi mới lần 2, kể từ sau công cuộc đổi mới lần thứ nhất Đại hội 6 của Đảng. Năm 2015 là năm cuối cùng chuẩn bị cho thời kỳ hội nhập sâu kinh tế quốc tế. Nhận thức sâu sắc tình hình đó, với quyết tâm giữ vững truyền thống tăng trưởng liên tục bền vững 25 năm liền, lãnh đạo công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông đã xác định mục tiêu cuối cùng của mọi chương trình hoạt động nhằm tăng năng suất lao động tổng hợp, nâng cao giá trị gia tăng. Điều đó có ý nghĩa sống còn tới cuộc sống của mỗi cán bộ công nhân viên công ty. Ngay từ những ngày đầu của năm 2015, đồng hồ đếm ngược đã được dựng lên. Toàn công ty quyết tâm thực hiện với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, khẩn trương, hoàn thành xuất sắc mục tiêu sản xuất kinh doanh mà lãnh đạo công ty đã đề ra. Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông tọa lạc trên hai cơ sở lớn. Cơ sở thứ nhất, trụ sở của công ty, có diện tích 57.000 m². Cơ sở thứ hai tại khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh, có diện tích 62.000 m². Năm 2015, để chuẩn bị cho thời kỳ mới, Rạng Đông đã quyết định đầu tư thêm 20.000 m² đất tại khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh, nâng diện tích tại cơ sở 2 lên thành 82.000 m², vuông vắn, nở hậu. Với diện tích quỹ đất này, Rạng Đông có thể an tâm hoạch định cho sự phát triển lâu dài, hợp tác, nghiên cứu phát triển những sản phẩm công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu thị trường. Năm 2015, Rạng Đông cũng đã đầu tư mua cơ sở hạ tầng, trụ sở cho 6 chi nhánh, đặt tại các vùng kinh tế trọng điểm khu vực thị trường miền Trung, miền Nam, khẳng định quyết tâm phát triển bền vững của công ty, giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường, cung cấp dịch vụ và giải pháp cho khách hàng toàn quốc. Ngày 28 tháng 4 đã trở thành ngày truyền thống văn hóa của công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông. Vào ngày này, những người con Rạng Đông lại dâng trào cảm xúc tự hào, hội tụ về mái nhà Rạng Đông, đứng trước tượng Bác, thắp nén nhang, báo công dâng Bác những thành tích một năm đạt được. Năm 2015 cũng là năm kết thúc 10 đợt liên tục thực hiện cao trào thi đua, hội thao diễn kỹ thuật, bình chọn lao động giỏi với những kỳ tích trong sản xuất kinh doanh. Năm nay, lãnh đạo công ty, ban chỉ đạo thi đua đã quyết định chuyển hình thức các đợt cao trào thi đua thành các hoạt động thi đua thường xuyên, hàng ngày. Ở đó, mỗi ngày, mỗi tuần đều là những cao trào thi đua quyết liệt khẩn trương, phấn đấu hoàn thành vượt mức trước mốc thời gian Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN đang đến gần. Năm 2015 đã có hàng chục sáng kiến cải tiến kỹ thuật của đội ngũ cán bộ, công nhân, đem lợi hàng chục tỷ đồng. Có 8 sáng kiến đã được bình chọn và trao giải, bao gồm sáng kiến cải tiến, chế tạo máy đóng hộp tự động đèn LED bulb của xưởng LED điện tử và thiết bị chiếu sáng. Với sáng kiến này đã nâng tính tự động hóa cao, giúp giảm từ 5 lao động xuống còn 2 lao động. Năng suất bao gói được nâng lên từ 7.000 sản phẩm một ngày lên 17.000 đến 18.000 sản phẩm một ngày, tăng năng suất gấp 2 lần. Sáng kiến chế tạo thiết bị nạp bo mạch cho dây chuyền hàn dán LED SMD. Đây là dây chuyền hàn dán SMD cực kỳ hiện đại của Mỹ. Nếu nhập khẩu sẽ tốn gần 20.000 đô la. Bằng trình độ, kinh nghiệm và lòng say mê nghề nghiệp, nhóm kỹ sư xưởng LED, điện tử và thiết bị chiếu sáng đã nghiên cứu và chế tạo thành công thiết bị nạp bo mạch cho dây chuyền SMD, tiết kiệm được tới 2/3 so với nhập khẩu. Thiết bị đã hoàn toàn đáp ứng được các thông số kỹ thuật cũng như các yêu cầu đặt ra. Sáng kiến cải tiến máy tự động về đầu ống xoắn không chân của xưởng Huỳnh Quang Compact. Nếu như trước đây, khâu này phải mất 3 công nhân trên một máy. Với 3 máy thủ công và chạy 2 ca liên tục thì phải mất 18 lao động. Nay với máy tự động đã giảm xuống chỉ còn 1 lao động một máy, giảm được 12 lao động, năng suất tăng cao, chất lượng sản phẩm đồng đều hơn. Sáng kiến cải tiến bộ xoay ống nối lần 2 trên dây chuyền sản xuất bóng đèn Compact 4U.
Với công đoạn này, để ghép ống 4U cần phải có 2 lao động. Nay với cải tiến mới chỉ cần 1 người. Ống sau ghép nối lần 1 đã được tự động xoay cắm và nối lần 2. Sáng kiến chế tạo máy in ngày tháng sản xuất và dán tem tự động trên dây chuyền, giảm nhân công lao động từ 2,5 người một khâu xuống còn 1 người một khâu và nâng cao năng suất lao động của dây chuyền lên 8%. Sáng kiến cải tiến máy ghim, dập mũ đầu đèn và thử sáng liên hoàn của xưởng Huỳnh Quang Compact. Sáng kiến cải tiến máy cắt chân ống rút khí trên dây chuyền thành ống 2. Sáng kiến cải tiến chế tạo máy đánh số tự động dây chuyền ruột phích 2 lít của xưởng phích nước. Những sáng kiến này là những hành động thiết thực, quyết liệt, khẩn trương, góp phần nâng cao trình độ, năng suất, chất lượng, góp phần nâng cao sức cạnh tranh đối phó với thị trường trong giai đoạn mới. Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 24 của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông là một trong những sự kiện quan trọng nhất năm 2015, quyết sách những định hướng, mục tiêu chiến lược phát triển của công ty giai đoạn 2015-2020. Đại hội đã tổng kết, chỉ ra những thách thức to lớn, những yếu kém tồn tại trong tình hình cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Đại hội đã nêu ra mục tiêu tổng quát phát triển của công ty đến năm 2020, đồng thời chỉ ra những giải pháp đột phá về khoa học quản trị, khoa học công nghệ, phát huy nhân tố con người nhằm đưa Rạng Đông phát triển nhanh và bền vững trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Đại hội cũng đã bầu ra ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2015-2020 với số phiếu tín nhiệm cao. Đó là những cán bộ ưu tú, đầu đàn, có năng lực, bản lĩnh, đạo đức, trí tuệ để đưa Rạng Đông ngày càng phát triển. Có thể nói năm 2015 là một năm đột phá về làm chủ khoa học công nghệ, từ khâu thiết kế chế tạo sản phẩm cho đến sản xuất, kiểm soát đánh giá chất lượng sản phẩm. Đi đầu trong đột phá khoa học công nghệ đó là Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chiếu sáng Rạng Đông. Trung tâm đã đưa phần mềm chuyên dụng trong khâu thiết kế mô phỏng sản phẩm. Với phần mềm này, Trung tâm có thể tính toán mô phỏng nhiệt, mô phỏng quang, mô phỏng kết cấu sản phẩm, giúp kiểm soát tốt chất lượng, tính toán các thông số thiết kế và giảm đáng kể thời gian cũng như sai lỗi trong quá trình thiết kế. Năm 2015, Trung tâm đã nghiên cứu thiết kế và chuyển giao công nghệ trên 50 loại sản phẩm LED, bao gồm các loại đèn LED công suất cao như LED 2 bay, đèn LED flash công suất từ 10W đến 70W, đèn LED chiếu sáng đường, đèn LED bulb công suất cao lên tới 30W, đèn LED âm trần M15, LED gắn tường, đèn LED đổi mới sáng tạo, đèn LED indoor, LED outdoor. Đặc biệt trong lĩnh vực chiếu sáng nông nghiệp công nghệ cao, Trung tâm đã nghiên cứu thành công đèn compact chuyên dụng cho hoa cúc, thanh long, đèn bắt côn trùng. Xưởng Huỳnh Quang Compact đã phối hợp với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội để nghiên cứu pha chế bột Huỳnh Quang 3 phổ, sử dụng công nghệ nano giúp bảo vệ hạt bột Huỳnh Quang, tăng số lượng tâm phát quang, từ đó nâng hiệu suất phát quang, nâng cao khả năng duy trì quang thông của đèn. Đèn Huỳnh Quang Nano Deluxe có hiệu suất phát quang cao lên tới 84 lumen-watt, hệ số hoàn màu đạt trên 80 cho màu sắc trung thực tự nhiên, tuổi thọ đạt 22.000 giờ. Năm 2015, toàn bộ dàn sản phẩm compact của Rạng Đông được nâng cấp cải tiến lên 8.000 giờ, 10.000 giờ. Để làm việc này, xưởng Huỳnh Quang Compact đã tiến hành cải tiến thiết kế, nâng cao chất lượng ống đèn, ba lát, nâng cao chất lượng linh kiện cũng như tính năng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 7896, bổ sung tính năng chống nhiễu EMC, Clip 5. Xưởng phích nước với mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng, nâng cao đẳng cấp thương hiệu, đã nghiên cứu và cho ra đời các sản phẩm phích nước mới cao cấp như phích 1 lít 1045 N1.E, phích 1055 N1.E, phích 2 lít 2045 TS1.E.
Đây là các sản phẩm có tính năng giữ nhiệt cao, thẩm mỹ sang trọng và đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Xưởng LED điện tử và thiết bị chiếu sáng được thành lập từ tháng 1 năm 2014 với nhiệm vụ sản xuất những sản phẩm điện tử, chiếu sáng rắn, được coi là sản phẩm chiếu sáng của tương lai. Qua 2 năm thành lập, từ một xưởng sản xuất nhỏ bé, đến nay xưởng LED điện tử và thiết bị chiếu sáng đã lớn mạnh không ngừng, với năng lực sản xuất hơn 1 triệu sản phẩm một tháng. Xác định đây là sản phẩm chiến lược mũi nhọn, sản phẩm của thế kỷ 21, nên xưởng LED được đầu tư hết sức bài bản với trang thiết bị hiện đại. Năm 2015, Rạng Đông đầu tư thêm 2 hệ thống dây chuyền hàn sán LED SMD model 2015 của Mỹ có độ chính xác cao, đạt chuẩn 6 sigma, có thể sản xuất những loại có kích thước lớn như LED tuyết 1,2m. Đầu tư 3 dây chuyền lò hàn Mankoff của Mỹ cho khâu sản xuất driver. Đầu tư thêm hệ thống máy cắm linh kiện điện tử tự động. Mở rộng quy mô lắp ráp. Đầu tư thiết bị sản xuất vỏ cover cho đèn LED tuyết. Đầu tư đầy đủ trang thiết bị đánh giá, kiểm soát chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Mục tiêu đến năm 2018, sản phẩm LED chiếm 50% doanh thu của công ty. Đại hội cổ đông thường niên diễn ra vào tháng 5 năm 2015. Đại hội đã tổng kết đánh giá kết quả sản xuất năm 2014 và mục tiêu định hướng năm 2015. Đặc biệt tại đại hội này, cổ đông SCIC, đại diện nắm giữ 20,6% cổ phần của nhà nước, đã thoái hoàn toàn vốn. Phần vốn này đã được công ty Gia Lộc Phát, một cổ đông chiến lược lâu năm của công ty nắm giữ. Điều này càng tăng thêm sức mạnh của Rạng Đông trong chiến lược phát triển bền vững, chiếm lĩnh thị trường. Phong thị trường là đầu ra của công ty, trong giai đoạn mới cần linh hoạt, ứng phó nhanh với những biến động của thị trường. Ngày nay, bán hàng không chỉ bán sản phẩm, mà còn bán cả dịch vụ, giải pháp, nâng cao giá trị gia tăng, đột phá trong hoạt động marketing. Năm 2015, công ty đã quyết định thay đổi mô hình hoạt động khối văn phòng đại diện phía Bắc theo hình thức quản lý khu vực thành các chuyên kênh tiêu thụ, bao gồm kênh truyền thống, kênh công trình dự án, kênh siêu thị hiện đại, kênh nông nghiệp công nghệ cao. Với mô hình này, sẽ phục vụ chuyên sâu từng phân khúc khách hàng hơn, nâng cao chất lượng dịch vụ, cung cấp hệ thống và giải pháp chiếu sáng xanh trong các lĩnh vực. Mô hình kênh tiêu thụ của phòng thị trường đi vào hoạt động từ tháng 6 năm 2015 đã cho thấy rất hiệu quả. Năm 2015, doanh thu nội địa tăng 13% so với cùng kỳ. Năm 2015, Rạng Đông đã cung cấp hệ thống và giải pháp chiếu sáng xanh cho hàng trăm công trình. Trong đó nổi bật một số công trình như tư vấn, thiết kế chiếu sáng cho công trình nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu di tích K9 Đá Trông, công trình chiếu sáng văn phòng chính phủ, chiếu sáng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Nghệ An, thành phố Đà Nẵng, chiếu sáng Dinh Độc Lập, chiếu sáng tòa nhà công ty bay trực thăng miền Trung, chiếu sáng công ty dịch vụ hàng không Tân Sơn Nhất, chiếu sáng Bệnh viện Sản Nhi Long An, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba, cùng nhiều công trình khác trên cả nước. Hợp tác liên minh liên kết là một trong những mục tiêu chiến lược của Rạng Đông trong thời kỳ hội nhập kinh tế, là phương thức để Rạng Đông tích hợp tri thức, công nghệ trong sản xuất, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, nâng cao đẳng cấp thương hiệu. Năm 2015, Rạng Đông tích cực hợp tác liên kết với tổ chức trong và ngoài nước như Hội Chiếu Sáng Nhật Bản, Hội Chiếu Sáng Thái Lan, hợp tác với các thương hiệu lớn như Nichia, Citizen, Toshiba của Nhật Bản, Samsung, Hyosung của Hàn Quốc, Fairchild, Texas Instruments của Mỹ, Everlight của Đài Loan. Hợp tác với các tổ chức trong nước như Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Hiệp hội Tư vấn Thiết kế Xây dựng Việt Nam, Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Hội Khoa học và Công nghệ Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả Việt Nam, Hội Chiếu sáng Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam Cuba, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam Brazil. Những hợp tác này góp phần nâng cao trình độ công nghệ cũng như vị thế thương hiệu của Rạng Đông trên thị trường. Khoa học quản trị và khoa học công nghệ như là hai đôi cánh để doanh nghiệp phát triển bền vững.
Để nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp, năm 2015, Dạng Đông đã ký kết với Viện Kinh tế Thương mại Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương, nghiên cứu xây dựng hệ thống quản trị của công ty. Đây là nền tảng để các đội ngũ lãnh đạo các cấp có thể nâng cao nhận thức, hoạch định mục tiêu, kế hoạch, triển khai công việc khẩn trương và hiệu quả hơn. Công ty đã áp dụng các công cụ quản trị hiện đại để hoạch định chiến lược như công cụ phân tích PES, công cụ WOS, công cụ thẻ điểm cân bằng BSC, xây dựng hệ thống kiểm soát mục tiêu KPI, hệ thống trả lương 3P. Những công cụ này phải được vận dụng trong mô hình doanh nghiệp Việt Nam, con người Việt Nam phù hợp với thực tiễn mới có thể phát huy hết khả năng của doanh nghiệp. Đây sẽ là nền tảng để Dạng Đông vững tin gặt hái được những thành quả trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Năm 2015 là một năm hết sức khó khăn trong tiêu thụ, khi mà chỉ số tiêu dùng cả năm chỉ tăng 0,63%. Nền kinh tế Trung Quốc suy giảm tăng trưởng, hàng tồn kho nhiều, gây sức ép lên thị trường cạnh tranh khốc liệt. Một số sản phẩm truyền thống đang dần bị thay thế. Nhưng với nỗ lực phấn đấu hết sức khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ, quyết tâm giữ vững thị trường, công ty cổ phần bóng đèn phích nước Dạng Đông đã đạt được những thành quả hết sức tốt đẹp. Doanh thu năm 2015 đạt 2.998.000 tỷ đồng, đạt 107% so với cùng kỳ. Lợi nhuận thực hiện đạt 127 tỷ đồng, đạt 143% so với cùng kỳ. Nộp ngân sách đạt 221,6 tỷ đồng, đạt 101% so với năm 2014. Thu nhập bình quân đạt 10,5 triệu đồng một người một tháng, tăng 11,1% so với năm 2014. Năm 2015, tiền thưởng gắn bó trung thành cuối năm tăng 15% so với năm 2014. Năm 2015, Dạng Đông vinh dự được đánh giá trong các bảng xếp hạng Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes Việt Nam bình chọn, 358 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, 139 trong 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, 379 trong 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam, 357 trong 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam. Top 100 doanh nghiệp Việt Nam đạt chỉ số năng lực cạnh tranh doanh nghiệp Top Brands 2015. 19 năm liền Dạng Đông được người tiêu dùng bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao. Tổng Giám đốc Nguyễn Đoàn Thăng được tặng danh hiệu Nhà quản lý vì người lao động giai đoạn 2012-2014 do Công đoàn Công thương trao tặng.